giờ chỉ việc nghỉ ngơi, ăn thật ngon rồi đi đẻ, mọi việc đã có chồng lo. Đó là câu nói mà anh Triệu Quốc Đạt 30 tuổi, đến từ Quy Nhơn tuyên bố từ khi biết vợ mang thai đứa con đầu lòng. Người ta thường nói, đời người con gái có 20 năm làm công chúa khi sống cùng bố mẹ, một ngày là hoàng hậu, 9 tháng quý phi, còn lại cả quãng đời sẽ là ô sin. Ý nói người phụ nữ sẽ được yêu thương, chiều chuộng khi kết hôn và mang thai. Tuy nhiên, với chị Ngô Thị Thu Hải 30 tuổi, vợ anh Quốc Đạt thì suốt từ khi mang thai đến lúc chăm con nhỏ, chị luôn được chiều chuộng như quý phi, nhờ anh chồng hết mực tâm lý. Mới đây, hội chị em được fan xôn xao khi xem đoạn clip mà vợ chồng anh Đạt, chị Hải khoa trên mạng xã hội. Trong clip, anh Đạt mặc bộ áo quần ở nhà dành cho bà bầu của vợ, luôn chân luôn tay làm hết việc nhà, từ lau chùi, dọn dẹp đến chuẩn bị đồ ăn cho vợ. Trong khi đó, chị Thu Hải ngồi thoải mái tựa lưng trên sofa, vừa ăn uống, vừa xem TV thư giãn. Thỉnh thoảng, anh Đạt lại quay sang ôi ếm, vuốt ve vợ và em bé đang nằm trong bụng. Chồng vừa khéo chăm vợ bầu, vừa giỏi kiếm tiền khiến chị em phát hờn vì ghen tị. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của hội chị em, nhận hơn 11.000 lượt thích, chia sẻ. Nhiều lời ngợi khen có cánh được chị em không ngớt dành tặng anh chồng quốc dân vì sự đảm đang và chiều vợ hết mực của anh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số lại tỏ ý nghi ngờ về mức độ chân thực của clip. Thậm chí, một số người cho rằng anh chồng này dường như đang cố tình làm màu, câu ly te. Liên hệ với anh Quốc Đạt, anh chia sẻ, khi ấy vợ mang bầu, mình không ngại mặc đồ bầu giống như vợ để trêu cô ấy, miễn sao vợ vui là được. Còn chuyện làm việc nhà, chuẩn bị đồ ăn cho vợ là chuyện thường ngày, không có gì lạ cả mà một số bạn nghĩ mình dàn dựng clip. Mình nghĩ chỉ có bạn nữ nào không được người đàn ông của mình yêu thương, chiều chuộng bao giờ mới cho rằng clip này không thật. Thậm chí có người còn mình rảnh quá, chỉ biết ngồi nhà đợi vợ ăn xong để dọn dẹp. Nhưng họ đâu có biết vợ chồng mình kinh doanh, vợ còn làm ba, nai. Mỗi tháng thu nhập bao nhiêu? Mình chỉ muốn chia sẻ clip để các anh chồng xem rồi chịu khó đỡ đần vợ hơn thôi. Còn chuyện bị nghi ngờ câu ly thơ cũng không thể tránh khỏi, nên mặc kệ thôi, miễn sao vợ chồng mình lưu giữ được những khoản vui vẻ, đáng nhớ khi vợ mang thai là được. Chị Thu Hải hết lời khen ngợi chồng vì sự đảm đang, yêu chiều vợ. Được biết, từ khi vợ mang thai, anh Đạt tranh phần làm hết việc nhà, thường xuyên mua những món ăn ngon hoặc tự tay vào bếp chuẩn bị mâm cơm ngon lành cho vợ. Chưa kể, anh còn tranh hết việc nhà, không cho vợ làm bất kỳ việc nặng nào. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng thấu hiểu nỗi vất vả khi vợ mang thai, sinh con, lại rất cần sự động viên, chăm sóc, sẻ chia của chồng, anh Quốc Đạt luôn dành thời gian cho người phụ nữ của mình. Ông bố khéo chăm con hết phần vợ. Không phải anh chồng nào cũng thấu hiểu sự vất vả khi mang thai, chăm con nhỏ của vợ. Chính vì vậy, câu chuyện về anh chồng quốc dân chăm vợ đẻ thành thạo trên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ chăm vợ bầu chu đáo, trong thời gian vợ ở cử, anh Quốc Đạt cũng tranh phần chăm sóc em bé với vợ. Đi làm về, anh Đạt luôn dành phần chăm con để vợ được nghỉ ngơi. Khi nhắc đến việc chăm sóc con cái, ai cũng nghĩ đến bàn tay ân cần cùng cử chỉ dịu dàng của mẹ. Nhưng đâu chỉ mẹ mới giỏi yêu thương, nâng niu bé, ngay cả những ông bố cũng có thể trở thành những bảo mẫu đảm đang và làm việc tháo vát. Vì ban ngày đã bận rộn công việc, nên cuối ngày, khi trở về nhà, anh Đạt luôn dành phần chăm con để vợ được nghỉ ngơi. Theo đó, vợ đã mang bầu và cho con ti, hút sữa cho con, nên anh Đạt sẽ nhận phần bế con, thay tã, tắm rửa, trông con ngủ thay vợ. Vì vợ chữa phải mang con gần 1 năm rồi, cả ngày ở nhà chăm bé cũng mệt, nên bây giờ cứ xong việc là mình về nhà. Tối 8 giờ bế con, nói chuyện, chơi với bé để vợ nghỉ ngơi. Đến tầm 9 rưỡi, mình đi chuẩn bị bữa ăn khuya cho vợ, dọn dẹp nhà cửa, đi đổ rác. Xong xuôi lên ru con và ngủ với bé luôn để vợ hút sữa rồi đi ngủ cho tròn giấc. Nhiều ông bố nghĩ rằng chồng ra ngoài kiếm tiền vất vả nên vợ chỉ việc ở nhà nghỉ cử, chăm sóc con là điều đương nhiên. Trái lại, với anh Đạt, chăm con là việc của cả bố và mẹ.
để việc chăm sóc con tốt nhất, cả hai vợ chồng nên cùng thống nhất và đưa ra quyết định sao cho phù hợp. Chăm con chưa bao giờ dễ dàng, nhất là với con đầu lòng, ít nhiều cả nhà đều còn bỡ ngỡ. Để có thể thuần thục chăm con, anh học hỏi kinh nghiệm dần dần từ vợ, bà nội, bà ngoại. Sau 4 tháng đón thiên thần bé bỏng, đến nay, các công việc chăm con, cho con ngủ, bế con, ông bố trẻ đều làm rất thuần thục. Anh không khỏi tự hào kể lại, lúc đầu mình phải học tất cả mọi thứ, nào là bế con, thay bỉm, pha từng loại sữa thế nào. Chắc cũng cỡ một tháng thì quen việc, bây giờ mình thay bỉm lành nghề lắm. Chưa thể, anh Đạt vẫn duy trì việc vào bếp nấu những mâm cơm ở cử ngon lành, đầy đủ dưỡng chất cho vợ. Tranh thủ khi con ngủ, anh cặm cụi làm việc nhà như một bà mẹ bỉm sữa đảm đang thực thụ. Từ ngày có con, cuộc sống hai vợ chồng anh Quốc Đạt, chị Thu Hải tuy bị đảo lộn đôi chút nhưng cũng thêm nhiều niềm vui, đặc biệt là sự gắn kết bằng tình yêu giữa các thành viên ngày càng khăng khít, bền chặt.